Sư Thích Minh Tuệ đưa ra 14 nguyện vọng, báo công an lên tiếng, yêu cầu tôn trọng quyền công dân. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, thời gian vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao với các lá thư của Sư Minh Tuệ gửi đến bà con cộng đồng mạng cũng như tất cả mọi người. Sư Minh Tuệ mong muốn được mọi người tạo điều kiện thuận lợi để đi khất thực, học tập tu theo 13 hạnh đầu đà. Thế nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn, an ninh trật tự không được cải thiện, nên Sư Minh Tuệ đã quyết định tu tại gia một thời gian. Mới đây mạng xã hội lại xuất hiện thêm một bức thư của Sư Minh Tuệ. Trong thư, Sư Minh Tuệ nói lên 14 ước nguyện của mình. Sau đây mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng nhau lắng nghe. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, những điều ước nguyện của Minh Tuệ. 1. Ước nguyện được học tập, tập học theo giới luật và giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 2. Ước nguyện học tập, tập học 13 hạnh đầu đà. 3. Ước nguyện, phát nguyện một đời sau, con sẽ tu thành chánh đẳng chánh giác. 4. Ước nguyện cho tất cả mọi người đều được sống hạnh phúc, được tự do mưu cầu hạnh phúc của mình. Tất cả mọi người đều được hòa bình, được hạnh phúc an lạc lâu dài. 5. Ước nguyện cho những ai không muốn ghi âm ghi hình con thì đều được như ước nguyện của họ, đúng quy định pháp luật. 6. Ước nguyện cho những ai muốn ghi âm ghi hình con thì cũng đều được như ước nguyện của họ, đúng quy định pháp luật. 7. Ước nguyện cho những ai khen con đều được như mong muốn. 8. Ước nguyện cho những ai chê con đều được như họ mong muốn. 9. Ước nguyện được gặp ai mong muốn gặp gỡ con thì mong họ được gặp. 10. Ước nguyện cho những ai không muốn gặp thì mong cho họ không gặp. 11. Ước nguyện cho những ai muốn bố thí vật thực, y áo, dược liệu trị bệnh thì đều được như ước nguyện. 12. Ước nguyện cho những ai không muốn bố thí vật thực, y áo, dược liệu trị bệnh thì mong cho họ được như vậy. 13. Ước nguyện cho những ai nói mình là đúng thì con mong cho họ là đúng, nếu họ nói con là sai thì đều sai. 14. Con ước nguyện cho mọi người đều được bình đẳng và con cũng bình đẳng với mọi người và chúng sanh. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, vừa rồi là nội dung bảng 14 điều ước muốn của Sư Minh Tuệ. Nó không chỉ là tâm nguyện cá nhân mà còn phản ánh rõ những giá trị cốt lõi của Phật giáo là từ bi, vị tha, bình đẳng và trí tuệ. Nhìn vào bản ước nguyện này, chúng ta không chỉ thấy một con đường tu tập thanh tịnh của một vị tu sĩ, mà còn tìm thấy lời nhắc nhở sâu sắc dành cho mỗi cá nhân hãy sống tử tế, bao dung, đồng thời luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm với chính mình và cộng đồng. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, sau sự kiện Sư Minh Tuệ viết thư tạm dừng hạnh tu đầu đà vì gặp khó khăn từ những người yêu mến Sư Minh Tuệ cũng như từ những kẻ ganh ghét đố kỵ gây ra, mới đây báo Công an Nhân dân đã có bài viết lên tiếng bảo vệ quyền công dân của Sư Minh Tuệ. Nội dung bài báo hết lời khen ngợi đức tu của nhà sư, đồng thời cũng lên án mạnh mẽ những đối tượng xấu, ganh ghét đã kích động chia phe nhóm, đấu tố, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể báo Công an Nhân dân viết như sau. Thời gian gần đây, hiện tượng liên quan ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ tiếp tục gây ồn ào trên mạng xã hội. Các đối tượng chống đối chính trị, mượn gió bẻ măng, tiếp tục viết bài công kích nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá chính sách tôn giáo của Đảng, nhà nước ta. Thực tế cho thấy, từ khi hiện tượng liên quan ông Thích Minh Tuệ được các YouTuber, TikToker phát tán rộng rãi trên không gian mạng đã tác động đa chiều tới người dân, dư luận xã hội. Xét dưới phương diện tích cực, ông Lê Anh Tú đã lan tỏa được những nét đẹp của một người con của Phật từ bỏ tham sân si để sống một cuộc đời an lạc. Hình ảnh một người bộ hành lời lẽ khiêm nhường, tự xưng mình là con với tất cả mọi người, từ bỏ mọi điều kiện vật chất thế gian để tập học theo lời Phật dạy, đã tạo được thiện cảm với nhiều người dân. Trong nhiều phát ngôn, ông Lê Anh Tú khẳng định, tôi không phải là sư, thầy hay thần thánh, Phật gì cả. Ông khẳng định bản thân mình chỉ đơn thuần là một người đang học theo lời Phật dạy và xứng đáng được tôn trọng quyền được sống một cuộc sống bình yên. Thế nhưng, dường như những lời chân thành ấy chẳng thấm vào đâu so với cơn khát tâm linh, thần thánh của một bộ phận người tự nhận mình là sùng đạo. Họ tôn sùng, thần thánh hóa một cách quá mức kiểm soát, rồi tự cho mình cái quyền được làm phiền người khác, bất chấp mọi đề nghị, mọi lời từ chối. Đây không còn là sự tôn kính nữa mà đã trở thành một dạng cuồng tín đáng báo động. Đó là những biến tướng nguy hiểm, không khó nhận thấy từ những ồn ào liên quan đến hiện tượng mạng Thích Minh Tuệ. Nhận thức được vấn đề trên, vừa qua ông Lê Anh Tú và gia đình đã có đơn gửi cơ quan chức năng, với mong muốn mọi người không quay phim, chụp ảnh và đưa hình ảnh của cá nhân ông lên mạng xã hội vì ảnh hưởng tới quá trình tu học.
Theo đơn của ông Lê Anh Tú, ông đề nghị mọi người không tụ tập đông người để đảm bảo an toàn giao thông, không phát tán hình ảnh của ông lên mạng xã hội khi chưa được phép. Thời gian qua, việc tụ tập, bao vây bám giết lấy ông ở bất cứ đâu, tùy ý quay phim, tung hình ảnh lên mạng Internet đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tu tập của ông. Ông mong muốn cơ quan chức năng xử lý đối với người tự ý đưa hình ảnh, thông tin cá nhân của ông lên mạng xã hội. Có thể thấy, việc ông Lê Anh Tú phải làm đơn gửi đến cơ quan chức năng như một tiếng kêu cứu, cho thấy người đàn ông này đã mệt mỏi trong việc khuyên giải những người hiếu kỳ, đặc biệt là các YouTuber, TikToker đeo bám, làm phiền 24/24 giờ. Vì ông Tú là người hiểu rõ hơn ai hết khi những phiền toái này đeo bám hàng ngày chính là rào cản trên con đường tu tập của ông. Do đó trong đơn gửi cơ quan chức năng và nhiều lần phát ngôn, ông Tú khẳng định mình không phải là một vị thánh sống để mọi người chiêm ngưỡng, làm lễ. Vì đơn giản ông đang tu học để đạt mong muốn, có thể thấu hiểu những lời dạy của Đức Phật, kiên trì tu tập đạt tới cảnh giới của Niết Bàn. Về tín ngưỡng Phật giáo, nếu như hàng ngày, hàng giờ vẫn tiếp tục có nhiều người đeo bám ông Tú, gây mất an ninh, trật tự, tạo phiền toái cho xã hội như vậy, sẽ khiến cho ông cảm thấy bất an, không có không gian riêng để thiền định thì sẽ khó khăn trong việc học những triết lý của Phật giáo Nguyên Thủy. Theo đó, những người tự nhận mình yêu mến Thích Minh Tuệ lại đang trực tiếp phá hoại con đường tu hành chân chính của người đàn ông này. Nhìn nhận các vấn đề xung quanh hiện tượng Thích Minh Tuệ, dưới góc độ pháp luật hiện hành, việc ông Lê Anh Tú không phải nhà tu hành chuyên nghiệp, chưa có thể nhân hợp pháp, thì mọi hoạt động truyền bá đạo hay việc xây dựng các địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo dạng tự phát là không đảm bảo theo quy định pháp luật Việt Nam. Mặc dù chính sách của Đảng ta và hệ thống pháp luật về tôn giáo luôn tôn trọng và đảm bảo quyền do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, song mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ pháp luật. Những hoạt động tôn giáo ích nước lợi dân, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tín đồ đều được đảm bảo. Ngược lại, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để làm mất trật tự an toàn xã hội, phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, chống phá chính sách của Đảng, nhà nước hay gây tổn hại các giá trị đạo đức, lối sống, văn hóa của dân tộc đều phải bị xử lý theo pháp luật. Những ai bày tỏ đức tin về ông Thích Minh Tuệ, hãy nhớ và tôn trọng điều ông nói, rằng ông không phải là một vị thánh sống để mọi người chiêm ngưỡng, ông cũng không phải là phương tiện để ai đó thỏa mãn nhu cầu tâm linh của mình, vì đơn thuần ông chỉ là một người đang học theo lời Phật dạy và xứng đáng được tôn trọng quyền được sống một cuộc sống bình yên. Vì vậy, hãy tôn trọng những lời đề nghị của ông trong đơn gửi chính quyền địa phương cũng như những điều ông từng chia sẻ về quá trình tu tập của mình. Qua đó góp phần ngăn chặn những hệ lụy, những tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự và cũng là cách để giúp ông Lê Anh Tú có thể đạt được mong muốn, nguyện vọng thực hành tu tập 13 hạnh đầu đà theo lời Phật dạy. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, vừa rồi là nội dung bài báo Công an Nhân dân. Qua bài báo có thể thấy, tờ báo này đã có cái nhìn công tâm khi hết lòng khen ngợi sư Minh Tuệ, lên án những người hiếu kỳ, những người sùng bái sư Minh Tuệ một cách quá đáng, theo kiểu mê tín dị đoan. Đồng thời lên án những kẻ ganh ghét đã chia phe đấu tố, kích động gây chia rẽ trên mạng xã hội,